Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục siêu băng tầng SBTN. Thưa quý vị, trở lại cái chuyện liên quan đến tình hình Ấn Độ. Khi mà chúng ta xem những cái con số của Ấn Độ mà tại sao bây giờ thế giới đang coi như là Ấn Độ thì la hoảng, báo động, thế giới cũng kêu là phải giúp Ấn Độ. Nếu không là cái tình trạng này không có thể nào kiểm soát được. Chúng ta xem những con số mà Ấn Độ hiện tại bây giờ tin cho biết rằng là những con số tử vong là 195.000. Trên 195.000, con số những người bị nhiễm bệnh ở tại Ấn Độ hiện tại bây giờ là 17.310.000 người bị nhiễm bệnh. Và đây là cái điều là so sánh con số này với Hoa Kỳ là chúng ta bây giờ trên 550.000 người đã chết và số cái người mà bị nhiễm bệnh còn nhiều hơn nữa. Tại sao Ấn Độ con số này nó so với Hoa Kỳ là quá thấp? Nhưng mà cái chuyện này nó nằm ở cái chỗ này thưa quý vị, ở cái chỗ là Hoa Kỳ trong những ngày mà gọi là con số nhiễm bệnh mà tăng nhiều nhất cũng chỉ là trên 60.000. Ấn Độ ngày hôm qua báo cáo là 350.000 người nhiễm bệnh trong một ngày. Cái này mới là cái dễ sợ mà người ta cảm thấy là phải lo lắng. Con số mà nó gia tăng như này coi như gấp 6 lần Hoa Kỳ. Và trong tốc độ này chỉ trong một thời gian ngắn. Còn trong khi Hoa Kỳ chúng ta thấy nguyên một khoảng thời gian dài từ tháng 3 cho đến tháng 12, cao điểm là khoảng chừng tháng 12 và tháng Giêng. Đó là cao điểm một thời gian rất là dài. Trong khi Ấn Độ trong một thời gian ngắn mà họ bị một cái tình trạng gọi là khủng hoảng đến như vậy, thì đây mới là mối lo của thế giới, thưa anh Đỗ Dũng. Vâng. Và ngày hôm qua tổ chức WHO, Tổ chức Y tế Thế giới đã có cái cuộc gọi là họp báo và báo cáo. Và ông tổng giám đốc của tổ chức này là ông bác sĩ Tedros đã phải lên tiếng nói rằng những gì xảy ra tại Ấn Độ là nó quá thương tâm, beyond heartbreaking, quá thương tâm. Và ông nói rằng là tổ chức y tế thế giới đang làm mọi cách chúng tôi có thể để cung cấp những vật dụng và phương tiện y tế cần thiết nhất, bao gồm hàng ngàn cái bình oxygen, rồi những cái bệnh viện dã chiến và cả những cái phòng thí nghiệm dã chiến để có thể mà xét nghiệm COVID-19 cho Ấn Độ. Và ông nói rằng là ngoài ra thì WHO sẽ gửi thêm 2.600 nhân viên y tế đến Ấn Độ để giúp ngăn chặn COVID-19. Trên màn hình quý vị đó là bà Maria Van Kerkhove, là người phụ trách về kỹ thuật cho WHO, cho biết rằng là cái số người mà bị bệnh ở Ấn Độ tăng một cách khủng khiếp. Bà nói là thật sự là ngạc nhiên, thật sự là kinh ngạc, truly astonishing. Và cảnh báo rằng điều này có thể xảy ra đối với các nước khác. Đó mới là cái điều mà WHO cảnh cáo. Tức là chuyện Ấn Độ là bây giờ nó là chuyện có thật rồi, nhưng mà ở các nước khác mới là vấn đề. Và trên màn hình quý vị thấy đó là bà Maria Zela Batista Gavao, phụ tá tổng giám đốc cho WHO, cũng nói rằng là họ sẽ có thể là trong những ngày tới chuẩn thuận khẩn cấp cho hai cái loại vaccine chính của Trung Quốc. Trong đó nó có cái gọi là Sinovac. Sinovac thì quý vị biết là trong thời gian qua bị người ta nghi ngờ. Và ngay chính Trung Quốc cũng thừa nhận hiệu quả rất thấp và họ đang tính là trộn với các loại thứ khác. Nhưng bây giờ với tình hình này, thưa quý vị, các quốc gia khác không đủ thuốc để cho các nước khác, ngoại trừ Mỹ, Mỹ thì dư, hoặc các quốc gia khác đều thiếu, mà bây giờ ngồi chờ thì coi như không được, thì cuối cùng Sinovac cũng chơi luôn dù hiệu quả thấp, còn hơn là không có gì cả. Đó là cái điều mà bà Simao nói ngày hôm qua. Tuy bà không nói thẳng cái chuyện đó ra, nhưng mà rõ ràng là WHO đang tính tới cái chuyện là phải chuẩn thuận cái Sinovac trong vài tuần tới, trong ít nhất là có thể là sớm nhất là cuối tuần này. Thì cho đến nay Trung Quốc đã gửi cả hàng triệu liều thuốc Sinovac đi các quốc gia khác, cũng như ngay tại Trung Quốc họ hỗ trợ, họ bán hoặc là họ cho rẻ, đặc biệt là các quốc gia ở châu Mỹ Latin, ở châu Phi và châu Á. Và nếu được chuẩn thuận thì cái loại vaccine này của Trung Quốc
sẽ là loại vaccine đầu tiên không phải của phương Tây sản xuất mà được WHO chuẩn thuận để sử dụng toàn cầu. No choice. Bây giờ no choice. Quý vị thấy không? Không có cách nào khác hết. Tại vì sao? Những nước giàu có, hôm trước trong một chương trình xoáy tin tôi có phân tích cho quý vị, họ cho tiền nhưng họ không cho thuốc, họ không bán thuốc. Rồi các công ty dược phẩm đó là họ giữ cái bản quyền, họ lại không bán cái bằng sáng chế. Bây giờ là Ấn Độ toàn. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua tôi theo dõi tin tức, Thái Lan bắt đầu căng rồi. Thái Lan bắt đầu là căng rồi. Thấy chưa? Và Việt Nam, một trong những quốc gia mà được ca ngợi ngăn chặn Covid-19 tốt nhất thế giới gì? Ngày hôm qua ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đã họp khẩn cấp chính phủ. Tôi có coi rồi. Bàn cách là bây giờ phải chuẩn bị. Bởi vì sao? Campuchia là sắp sửa banh càng luôn. Lào, Thái Lan, thưa quý vị, ba quốc gia đó là họ gần với nhau, họ kế với Việt Nam, và Việt Nam thì đang đau đầu cái chuyện là làn sóng người. Người đây là người Việt Nam làm ăn ở bên Campuchia bây giờ đang đổ về Việt Nam bằng cái đường bộ. Ngày hôm qua tôi coi ông Phạm Minh Chính vừa mới đi Jakarta về là họp khẩn cấp liền. Đây là cái vấn nạn của thế giới, không đơn giản. Và WHO ngày hôm qua họp là họ cảnh báo chuyện Ấn Độ là xong rồi, không phải là chuyện mới. Nhưng bây giờ đang lo ngại là các quốc gia khác. Mà quý vị, châu Á là thôi kinh hoàng luôn. À, thành ra bây giờ là nó phải đi đến một cái chỗ là gì? Thưa quý vị, Sinovac. Anh Thông thấy không? Đây là vấn nạn của toàn cầu. Mỹ thuốc thì dư. Tôi chia sẻ với một câu chuyện có thật ngày hôm qua bên báo Người Việt tôi làm. Có bà anh vội nói Dũng ơi Dũng, có quen một dược sĩ vì họ dư 7 đô Moderna, có anh em nào chích không? Dạ thưa anh, ở đây chúng tôi chích hết rồi không ạ. Năn nỉ chúng tôi chích. Chúng tôi chích rồi. Chẳng lẽ tôi chích đợt nữa? Thì hình tình trạng của Mỹ hiện nay California là như thế, dư thuốc. Rất nhiều người gọi chúng tôi ấy, này bây giờ còn mấy đô này có ai chích không? Họ có cho tiền không? Thì tôi còn giới thiệu người. Kinh hoàng không quý vị? Trong khi các nước khác không có, mà ngay cả đồ chai nào không có luôn. Mà bây giờ WHO cuối tuần này họ phải đi đến quyết định là chuẩn thuận Sinovac. Và tình hình thế giới nó vậy, tình hình. Tình hình của chúng ta là cái bệnh chảnh nó càng lúc nó càng tăng. Không biết là anh đó có lây cho mọi người qua TV không hay phải, không? Nhưng mà không, đó là một sự thật xảy ra. Lát nữa đây quý vị sẽ nghe còn những cái tin khác còn kinh hoàng liên quan đến bệnh chảnh này nữa. Thấy không? Đó, cái bệnh chảnh này. Thì anh Dũng kể cái câu chuyện đó thì tôi cũng có câu chuyện khác. Tôi cũng có một cái câu chuyện. Những người kia là quen, rất quen hoặc quen rất thân. Hỏi có chích chưa? Không, tôi đang chờ. Tôi đang lựa cái thứ này, tôi đang lựa cái thứ kia. Và tôi không muốn là người đầu tiên, tôi không muốn làm con guinea pig. Tôi không muốn làm thí nghiệm. Tôi phải chờ thêm nữa. Thưa quý vị, đó là tâm trạng của những người đang ở Mỹ. Chúng ta thừa mứa và chúng ta không còn khe. Rồi thậm chí có người vẫn còn chỉ trích cái chuyện chích ngừa là cái chuyện mà cái bệnh này vẫn không có, không chịu chích ngừa. Tôi nhất quyết, tôi thà hy sinh tôi không chích ngừa để mà tôi chứng minh rằng lời của Tổng thống Donald Trump là đúng, không có bệnh. Có người vẫn như thế. Tôi thà chết chứ chịu hy sinh. Yes. Tôi thà chết chứ không chịu hy sinh. Hay là tôi thà hy sinh chứ không chịu chết. Thì thưa quý vị đó, kể sơ quý vị biết như vậy, chuyện Covid-19 này còn nhiều lắm. Nhiều điều lý không thể ngờ được. Quý vị nhớ đừng rời màn hình SBN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.